Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quan Thời gian ngày 12 tháng 6 2009 Người dạng Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Cao Phùng, Đài Loan Tập 46B Cái thứ ba Hưởng thụ năm dục sáu trần Không thể tham đắm Nếu như cái thứ này không thể buông bỏ Đối với ăn uống ngủ nghỉ Đều xem trọng vậy Thì hỏng rồi Bạn cũng không thể chứng được Ngay trong cuộc sống thường ngày Phải làm như thế nào? Tùy duyên Phật Đà Thế Tôn Ngày ở đời khất thực Người ta cho thứ gì thì ăn thứ đó Không có chọn lựa Tùy duyên Tùy duyên thì tốt Chúng ta sinh vào thời đại này Cùng hoàn cảnh xã hội Của thời đại Phật Đà không như nhau Đời sống của chúng ta Cơm áo đi đứng Cũng đều tùy duyên không nên tác ý khắc cầu Vậy thì sai Tôi nhất định phải thế nào thế nào Thì sai rồi Tùy duyên Không nên tính toán Không nên cưỡng cầu Sau cùng là Tham sân si mạng Cái thứ này phải buông xả 16 chữ này buông xả Tôi cũng nói được rất rõ ràng Có phải bạn chứng quả rồi không không có Chưa chứng được sơ quả Thế nhưng bạn đã đến cửa lớn của sơ quả Chúng ta Có thể giúp đỡ họ đến cửa Vì một bước nữa vào cửa Là việc của chính bạn Vì thì Cần phải nỗ lực Buông bỏ Thân kiến Buông bỏ Biên kiến Biên kiến là cái gì? Hai bên đối lập. Đây là gốc của tất cả phiền não. Phải buông bỏ đối lập. Cho nên phải học không đối lập với người, không đối lập với việc, không đối lập với tất cả dạng vật, tâm của bạn liền bình hòa. Tâm bình khí hòa thân thể bạn liền khỏe mạnh có đối lập thì không hòa đối lập hướng lên trên một tầng chính là mâu thuẫn mâu thuẫn lại nâng lên chính là xung đột xung đột lại nâng lên cao đó không phải là đấu tranh hay sao càng lúc càng phiền phức cho nên bạn đi tìm Ngày nay chúng ta gọi là hóa giải xung đột Gốc ở xung đột là đối lập Nếu chúng ta hóa giải tất cả xung đột Chính là từ trong nội tâm Đối với tất cả người sự vật Quyết định không có ý niệm đối lập Không có ý niệm đối lập Là ý niệm gì vậy? Chúng ta là ý niệm một thể Cả thể vũ trụ dạng vật Cùng với chính mình là một thể phía trước chúng ta đã nói lý sự vô ngại sự sự vô ngại chẳng phải là nói một thể hay sao pháp giới trong cái giới này có hai ý nghĩa một cái là ý phân biệt một cái chính là ý viên dung từ trên tánh mà nói là viên dung là một thể từ trên tướng mà nói là có phân biệt cho nên giới có hai ý nghĩa chúng ta phải có thể dung hội quán thông Tất cả người, tất cả việc, tất cả dạng vật Cùng ta là một thể Vẫn chưa khế nhập cảnh giới Nhất định phải tuân thủ giáo huấn Của cổ thánh tiên hiền Giáo huấn của họ Giúp chúng ta tiếp cận Cùng với tánh đức của chúng ta Đi được càng ngày càng gần Vì thì đúng rồi cho nên phật bồ tát tổ sư đại đức xưa nay làm ra một tấm gương tốt cho chúng ta xem đây gọi là đại từ đại bi biểu diễn cho chúng ta xem đây là thập thân hậu tác tự tài dụng cố duy phổ nhãn chi cảnh giới phổ nhãn chính là nói bồ tát quan thế âm ở trên kinh pháp hoa chuyên môn giới thiệu bồ tát quan thế âm gọi là phổ môn phẩm bồ tát quan thế âm đại từ đại bi phổ quán tất cả chúng sanh cho nên gọi là phổ nhãn ngài quán sát tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới không có tâm phân biệt không có tâm chấp trước không có tâm yêu thích ưa ừ, thích cái này chán ghét cái kia vậy thì không được rồi vì thì bạn có phân biệt chấp trước Người là tâm bình đẳng Tâm chân thành Tâm từ bi Tâm thanh tịnh Đây gọi là phổ quán tất cả chúng sanh Vị chư phổ nhãn Ở trong Kinh Đại Nhật có một câu nói như thế này Đại Nhật Kinh Sớ Nguyện Thứ Năm Như Lai Cứu Cánh Quán Sát Thập Duyên Sân Cứu Đắc Thành Thử Phổ Nhãn Liên Hoa Cố Danh Quán Tự Tại Ước Như Lai Di Hạnh Cố Danh Bồ Tát đây là đem bồ tát quan thế âm giới thiệu với chúng ta bồ tát quan thế âm thành phật rồi không thành phật thì không có được trí tuệ lớn như vậy cũng không có năng lực lớn đến như vậy bạn xem trước tiên nói như lai chẳng phải đã thành phật rồi hay sao cứu cánh quán sát thập duyên sinh cứu thập duyên mười không phải là số một ở trên kinh hoa nghiêm nó biểu thị vô lượng vì sao vậy bất cứ một pháp nào là hiện tượng vô lượng nhân duyên mà sanh khởi Không phải đơn thuần Ngày nay Chúng ta nói nhỏ hơn Đơn thuần hơn một tế bào Thậm chí một nguyên tử Một hạt tử Đều là vô lượng nhân duyên Cho nên Thành tựu phổ nhãn liên hoa Liên hoa là thí dụ. Thí dụ cái gì? Ở trong bùn dơ mà không nhiễm. Bạn thấy nó không viên mãn. Nó thanh tịnh, không phải chỉ có thanh tịnh. Hoa sen nở trên nước. Nó đại biểu một chân tướng sự thật. Gốc của nó xanh Ở trong bùng Cái bùng đó đại biểu Sáu cõi luân hồi Đại biểu sáu cõi Gốc ở trong bùng Cộng Ở trong nước Hoa ở trên mặt nước Nước Đại biểu Pháp giới bốn thánh đó là mười pháp giới hoa nợ ở chỗ nào hoa nợ ở trong pháp giới nhất chân bạn thấy cái ý niệm này thật thù thắng đem cõi đồng cư cõi phương tiện cõi thật báo toàn bộ đều hiển thị ra nói rõ cái gì nói rõ nó là một thể một thể tại vì sao có thể có những hiện tượng này cái hiện tượng này chính là ý của phân ý nghĩa phân biệt ý phân trong pháp giới một thể thì sao một thể là ý của tánh cho nên gọi là phổ nhãn liên hoa cố danh quán tự tại quán là quán sát cũng là chiếu kiến một chút chướng ngại cũng không có thông thường chúng ta đem nó nguy nạp lại thành sáu chữ trong bất cứ một pháp nào họ đều tường tận rõ ràng xem thấy tánh tướng lý sự nhân quả thấy được rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo đây gọi là quán tự tại thế là chúng ta liền hiểu được quan Thế âm Bồ Tát không phải là một người nếu bạn nói một gì thì sai rồi quan Thế âm Bồ Tát vô lượng vô biên một vị Phật khi ngài khởi dụng bạn thấy phía sau nói ước như lai chi hạnh cố danh bồ tát ở trong phật pháp nói như lai là từ trên tánh mà nói nói phật là từ trên sự mà nói cũng chính là phía trước chúng ta giải thích pháp giới có hai ý nghĩa giới có hai ý nghĩa nói phật cái giới đó là ý nghĩa của phân Nói như lai Đó là ý của tánh Chúng ta đọc Kinh Kim Cang Trên Kinh Kim Cang có lúc nói Phật Có lúc nói như lai Nó là hai ý nghĩa Không phải một ý nghĩa phàm hệ nói như lai Đều là từ trên tánh mà nói Phạm hệ nói Phật Đều là từ trên sự mà nói Ước như lai chi hành hạnh là sự biểu hiện ở trên sự thì gọi là bồ tát cho nên chúng ta cúng phật bạn xem trong phật giáo cúng phật nhất định là một vị phật hai vị bồ tát phật đại biểu cái gì phật đại biểu thể chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể thể không khởi tác dụng thể muốn khởi tác dụng Nhất định là hai tác dụng Giải hành Giải là trí tuệ Hành là từ bi Chúng ta cúng Tây Phương Tam Thánh a di Đà Phật là đại biểu bản thể Tự tánh thanh tịnh viên minh thể Nó khởi tác dụng khởi tác dụng từ bi quan thế âm bồ tát đại biểu khởi tác dụng trí tuệ bồ tát đại thế chí đại biểu đại thế chí đại biểu trí quan thế âm đại biểu hành đại, chí, đại biểu trí. thế đại hành. Đại chí đại biểu trí tuệ quan thế âm đại biểu từ bi giải hành Là lấy cái ý này chúng ta phải hiểu Nếu chúng ta học Phật Ba cái cùng nhau đầy đủ Không thể chỉ học một Khi học một thứ Thì bạn không học được thứ nào Bạn nhất định phải học ba thứ Có thể, có dụng Tâm địa thanh tịnh Không nhiễm một trần Đó là A-di-đà Phật Quyết định không có dòng tưởng phân biệt chấp trước Thế nhưng Thấy chúng sanh khổ nạn Không có bất cứ điều kiện nào Toàn tâm toàn lực Giúp đỡ họ Đó là từ bi Đây là Quan thế âm Trong từ bi Không thể rời khỏi trí tuệ Nếu như rời khỏi trí tuệ Cái từ bi đó có vấn đề bạn thấy nhà Phật chúng ta chẳng phải thường hay nói sao Từ bi vi bổn phương tiện vi môn Phương tiện chính là đối đại chúng sanh Giúp đỡ họ phải dùng phương pháp Rất thích đáng gọi là phương tiện Phương là phương pháp Tiện chính là rất thỏa đáng Rất thích hợp Gọi là tiện nghi Phật dùng cái này Phổ độ Chúng sanh thế nhưng phật môn lại có hai câu nói từ bi đa họa hại phương tiện xuất hạ lưu lời nói này cũng không phải là giả trong phương tiện không có trí tuệ thì biến thành hạ lưu trong từ bi không có trí tuệ thì họa hại bạn bị người lừa gạt cho nên không thể rời khỏi trí tuệ chính là hai vị bồ tát này tương bổ tương thành đại thế chí đại biểu trí tuệ quan thế âm đại biểu từ bi từ bi không thể rời khỏi trí tuệ trí tuệ không thể rời khỏi từ bi Mới có thể thành tựu chính mình Mới có thể thành tựu chúng sanh Còn có một ý nghĩa Hữu Nhất cụ nhất thiết Vân phổ pháp quán Phổ pháp dân phổ nhãn đây là phổ nhãn lại là một ý nghĩa đây đều là pháp giới của pháp thân bồ tát chân thật là vào pháp môn không hai như phía trước chúng ta đã nói nhất trần tức lý tức sự tức nhân tức pháp trong cái đoạn này đã nói nhất tức nhất thiết nhất thiết tức nhất đây là phổ pháp phổ pháp là nhất thiết pháp chân tướng chính là như vậy chúng ta học phật học đến ngày nay Đối với cảnh giới này Đã có Một hình tượng Mơ hồ Không phân rõ ràng Vì sao vậy? Chưa chứng đắc Tại vì sao có một cảnh tượng mơ hồ? Bởi vì Chúng ta Ở trong Kinh Phật xem thấy Nhất tức nhất thiết Nhất thiết tức nhất Nhất Ở trên kinh đã nói rất nhiều Mà là lấy một đoạn Lời nói trong Bồ Tát Sứ Thai Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật Cùng đối thoại với Bồ Tát Di Lặc. Bạn chân thật có thể hiểu được cái ý nghĩa này bạn liền sẽ có một khái niệm nhất tức nhất thiết nhất thiết tức nhất nhất tức thì đa đa tức thì nhất nhất đa không hai sau khi cảnh giới này hiểu rõ rồi chúng ta phải hành sau đó mới có thể chứng hiện tại bạn nghe được trên kinh đó là giải rất khó được chúng ta tin tưởng tính giải hành chứng hành cách hành thế nào vậy hành chính là buông xả đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ đến lúc nào thì buông xả buông xả ở ngay trong cuộc sống thường ngày buông xả ở ngay trong công việc buông xả ở ngay trong đối nhân sự thế tiếp vật hay nói cách khác ở mọi lúc vào mọi nơi đều là lúc chúng ta buông xả buông xả chấp trước buông xả phân biệt buông xả vọng tưởng tôi lại nói một cách cụ thể hơn buông xả đối lập đây là nói được rất cụ thể vì sao vậy vẫn cứ là có lời đối lập thì bạn không cách gì buông xả việc đầu tiên phải đem đối lập buông xả chân thật khế nhập cảnh giới này tâm từ bi của bạn sẽ sanh khởi sanh ra như thế nào vậy mỗi một người bạn đều yêu thương cái yêu thương đó là từ bi bạn là bình đẳng Cho dù là người già hay là trẻ em Chân thật sẽ làm đến được Như trên đệ tử quy đã nói Phạm là người đều yêu thương Hơn nữa Bạn dùng là tâm yêu thương chân thành Thanh tịnh bình đẳng Đối với tất cả mọi người Đối với tất cả việc Đối với tất cả vật Từ ngay trong hành Bạn liền có thể chứng được khi chứng được Bạn chân thật được thọ dụng Bạn mới có thể Phổ pháp Thấy được phổ pháp Mắt thấy được phổ pháp Gọi là phổ nhãn Cho nên phổ nhãn là Phật nhãn nói rõ chí ít đây đều là cảnh giới của pháp thân đại sĩ chúng ta xem tiếp phía sau như thượng sự tướng chi trung như phía trước đã nói ở ngay trong sự tướng này nhất nhất cánh hổ tương Dung tướng nhiếp Tất cả Pháp Nó chân thật là Tương dung tướng nhiếp Cá cụ Trùng trùng Vô tận Cảnh giới giả Đây là nói chân tướng sự thật trong một vi trần có đại thiên thế giới có vô lượng vô biên cõi nước chư phật ở trong một vi trần mà trong thế giới vi trần lại có vô lượng vi trần trong mỗi một vi trần lại có vô lượng vô biên thế giới trùng trùng vô tận Đây là cái gì vậy? Pháp như thị cố Pháp tánh của chúng ta nó giống gì? Chính là như vậy Cái này khoa học trước giờ chưa nói qua cho nên tôi nói Phật Kinh là khoa học cao đẳng trên phật kinh nói cái này có ai chứng đắc không có khoa học là nói chứng cứ bạn không thể tùy tiện nói thế giới vi trần ai đi qua bồ tát phổ hiền đi qua cũng chính là nói bồ tát thập địa bồ tát đẳng giác các ngài thì thường đi Thường hay qua lại Trong vi trần có thế giới Trong thế giới có như lai Các ngài đi cúng Phật Đi nghe Pháp Các ngài muốn đi đến thế giới vi trần Để độ chúng sanh Được đại tự tại Phía sau Đại sư dẫn kinh Để nói với chúng ta Ngày nói kinh dân Phạm hệ nói kinh dân Đều là chỉ kinh hoa nghiêm Nếu như các kinh khác Ngài nhất định sẽ nêu Tên đề kinh ra Không có tên kinh Đều là chỉ kinh hoa nghiêm Nhất thiết pháp môn vô tận hải. Đồng hội nhất pháp đạo tràng trung. Như thị pháp tánh, Phật sở thuyết, trí nhãn năng minh thử phương tiện. Một bài kệ trên kinh Hoa Nghiêm nói. Câu thứ nhất chính là: Tức nhất, tức nhất thiết tất cả pháp môn vô tận hải Hải là thí dụ rộng lớn không có bờ mé sâu thẳm không có đáy trung trung vô tận đồng hội nhất pháp đạo tràng trung Nhất pháp này là bất cứ pháp nào Thí dụ tịnh tông chúng ta Đạo tràng thông thường nhất Đạo tràng niệm Phật Không luận là một người Không luận là đa số người Chúng ta cùng nhau cộng tu Pháp tu chúng ta Đích thực Rất là đơn giản Chấp trì danh hiệu Chính là một câu A-di-đà-phật Hoặc giả là sáu chữ Nam-mô-a-di-đà-phật Đây là một pháp Không nên xem thường pháp này Tất cả pháp môn Vô tận hải Đồng hội nhất pháp Chính ngay trong đạo tràng của chúng ta Phật nói được không sai nhất tức nhất thiết trên kinh kim cang cũng nói với chúng ta pháp môn bình đẳng không có cao thấp nhất pháp chính là nhất thiết pháp tất cả pháp chính là nhất pháp ở ngay chỗ này tôi lại đặc biệt nhắc nhở lần nữa chỗ này thực tế mà nói phải thường hay nhắc nhở không nhắc nhở thì quên mất hiện tại chúng ta chúng sanh thế giới này rất dễ quên không nhớ được cho nên nghi hoặc của họ quá nhiều vọng tưởng quá nhiều không có lòng tin Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Thời đại hưng thịnh nhất là Tùy Đường Đường là nói thời kỳ đầu nhà đường Đại Tiểu Thừa có 10 tông phái Là một thời đó kiến lập Chính là thời đại Tùy Đường kiến lập Cao Tăng Đại Đức Quá đông quá nhiều không như hiện tại Thật là khó tìm được Hơn nữa trong những người này Không luận tại gia xuất gia Không ít người chứng quả Còn có Phật Bồ Tát tái sanh Chân thật là Thời kỳ cực thịnh Có lẽ Những vị Bồ Tát này Đều thị hiện cho chúng ta xem Đến dạy chúng ta Họ nêu ra Một vấn đề Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm Nói ra tất cả kinh pháp Bộ nào là quan trọng nhất Đem nó xếp thứ tự Bộ nào là đệ nhất Bộ nào xếp hàng đầu tổ sư đại đức các tông các phái buông xả cái thấy của riêng mình bởi vì tại sao chỉ có thể nói một bộ kinh không thể nói rất nhiều mọi người đều công nhận kinh hoa nghiêm là đệ nhất công nhận kinh hoa nghiêm Đại biểu cho toàn bộ Phật Pháp Cho nên gọi là Kinh Hoa Nghiêm Pháp Luân Căn Bản Tất cả Kinh Pháp đã nói ra trong 49 năm Giống như một cây to vậy Cành cành lá lá Nhánh lá hoa trái Kinh Hoa Nghiêm là gốc Là thân Gọi là căn bản Tiếp sau là Kinh Hoa Nghiêm So với Kinh Vô Lượng Thọ bởi vì kinh vô lường thọ ở vào thời đại đó truyền đến Trung Quốc. Cũng là nhiều lần truyền đến. Phiên dịch tổng cộng là phiên dịch 12 lần. Từ Đông Hán. Từ Đông Hán đến Triệu Tống phiên dịch 12 lần, phiên dịch nhiều nhất Thời đại Đông Tấn Đại sư Huệ Viễn Chính là nương theo Kinh Vô Lượng Thọ Thành lập niệm Phật đường Đông Lâm Và lúc đó Kinh điển Kinh Tịnh Độ Chỉ có Kinh Vô Lượng Thọ Được phiên dịch ra Kinh Di Đà Quán Kinh Đều vẫn chưa phiên dịch ra Đây là bộ Kinh Đệ Nhất Kinh Ở tỉnh Tông Trung Quốc Người tu hành rất nhiều Người thành tựu không thể nghĩ bàn Những tình hình này Người thầy đó đều biết đến Bạn thấy niệm Phật đường Đông Lâm 123 người Mỗi mỗi đều giảng sanh Vậy thì còn gì bằng Thật là quá thù thắng Cho nên mọi người liền nghĩ Kinh Vô Lượng Thọ cùng Kinh Hoa Nghiêm So sánh xem Kinh Vô Lượng Thọ là phân lượng thế nào vậy? Khi vừa so Cũng là mọi người công nhận Kinh Vô Lượng Thọ Xếp thứ nhất Đem Kinh Hoa Nghiêm xếp thứ hai Vì sao vậy? Hoa Nghiêm đến sau cùng Văn thù phổ hiền Dẫn đầu 41 vị Pháp thân đại sĩ Thế giới hoa tạng Thảy đều Cầu sanh tịnh độ Cái cảnh giới này không thể nghĩ bàn Kinh Hoa Nghiêm đến được viên mãn Đại viên mãn của Kinh Hoa Nghiêm Là Bồ Tát Phổ Hiền Mười Đại Nguyện Dương cầu sanh cực lạc Cho nên đem kinh vô lượng thọ Để lên trên Kinh vô lượng thọ Vào hiện đại Chúng ta tổng cộng có 9 loại nguyên bản 5 loại nguyên bản dịch 3 quyển hội tập một loại tiết hiệu bổn tiết hiệu bổn là bành tế thanh cho nên chính bản bản gần đây là bổn của hạ liên cư đây là đầu năm dân quốc rất nhiều người tán thán thế nhưng cũng có rất nhiều người phản đối Số người phản đối phần nhiều là cái thấy riêng của họ. Vì sao vậy? Người hội tập là cư sĩ, không phải pháp sư. Ông chân thật hội tập được hay. Trong quyển này của ông phân thành 48 phẩm. Ngày nay chúng ta lại truy vấn trong 48 phẩm này Phẩm nào là quan trọng nhất? Đương nhiên là phẩm thứ sáu Phẩm thứ sáu là gì? 48 nguyện Trong 48 nguyện Nguyện nào là quan trọng nhất? Việc này thời đại tùy đường Những đại đức đó đã thảo luận Bởi vì Kinh Vô Lượng Thọ biến thành đệ nhất 48 nguyện là trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói Chúng ta phải truy, từ từ mà truy tìm. Trong 48 nguyện, nguyện thứ 18 là quan trọng nhất. Nguyện thứ 18 là nói cái gì? Ngay lúc lâm chung, một niệm, mười niệm đều có thể giảng sanh. Một niệm, mười niệm liền quy đến trên câu Phật hiệu. Cho nên truy đến sau cùng chính là còn lại một câu A-di-đà Phật. Một câu a di đà Phật triển khai ra là 48 nguyện 48 nguyện triển khai ra là Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ triển khai ra là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Kinh Hoa Nghiêm triển khai ra Chính là tất cả kinh mà Thế Tôn đã nói ra Trong 49 năm Bạn xem Quy nạp đến sau cùng Chính là một câu a di đà Phật Đây là nói rõ Phật hiệu công đức không thể nghĩ bàn Ngày nay chúng ta ở nơi đây nói dẫn dụng trong kinh văn nhất thiết pháp môn vô tận hải đồng hội nhất pháp đạo tràng trung tịnh tông chúng ta ngày nay trì danh niệm phật a di đà phật một câu danh hiệu này quay về đến chỗ này như thị pháp tánh phật sở thuyết từ trên tướng mà nói ngàn vạn lần khác biệt tất cả pháp môn từ trên tướng mà nói từ trên tánh mà nói là một tánh tướng không hai đây là lời mà phật nói ra ở trong đại kinh ai có thể tường tận pháp thân đại sĩ vì sao vậy họ có trí nhãn trí nhãn năng minh thử phương tiện trí nhãn là pháp thân đại sĩ ở trong phật pháp nói Trí là trí tuệ. Tự tánh đầy đủ, trí tuệ, bác nhã. Bạn có thể đem những chư Phật Như Lai, Pháp thân Bồ Tát này. Ở trong mười pháp giới Hiện thân nói Pháp Phổ độ chúng sanh Nhiều loại phương tiện khéo léo Và thấy được rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo Đây gọi là trí năng kiến sư vật Trí năng kiến Trí năng kiến Sở dĩ gọi là nhãn nhãn là đại biểu năng kiến cái gì năng kiến trí tuệ năng kiến những chư phật như lai pháp thân bồ tát này ở trong mười pháp giới độ chúng sanh hiện ra thân gì làm sao nói pháp giúp đỡ chúng sanh khai ngộ dẫn đạo chúng sanh chuyển mê khai ngộ chuyển phàm thành thánh đây là vô lượng vô biên phương tiện môn cho nên trí chính là nhãn gọi là trí nhãn lại trí chi nhãn vị phi nhục nhãn đó không phải là nhục nhãn trong kinh hoa nghiêm đã nói thiện tri thức giả đây là 61 mươi quyển Chính là hiện tại Chúng ta đang học Kinh Hoa Nghiêm Hoa Nghiêm 80 Nó thêm vào một chữ đường Bởi vì Hoa Nghiêm 60 là triệu tấn dịch Nếu như nói tấn Kinh Hoa Nghiêm Chính là bổn 60 quyển Đường là chúng ta hiện tại dùng 80 quyển Trong đó nói Thiện tri thức giả Tắc thị thú hướng Nhất thiết trí nhãn hay nói cách khác Người nào mới có thể gọi là thiện tri thức Quán sát thế gian Dạng sự dạng vật Dùng trí tuệ Đây là chân thiện tri thức Phạm phu dùng cái gì nhìn thế gian Dùng cảm tình Gọi là tình thức phàm phu dùng Cho nên luôn luôn thấy sai đi sự việc Họ chưa lìa khỏi tự tư tự lợi Họ chưa lìa khỏi tham sân si mạng Cách nghĩ, cách nhìn của họ không có thứ nào Không phải có lợi ích đối với chính họ Chân thật thiện tri thức Đem thế này buông bỏ đi Ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói Không những buông bỏ kiến tư phiền não Còn phải buông bỏ trần xa phiền não Còn phải buông bỏ vô minh phiền não tự tánh trí tuệ bát nhã liền hiện tiền dùng ở nơi sáu căn mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân thể vừa tiếp xúc không thứ nào không phải là trí tuệ đây là thiền tri thức chân thật cho nên nhà Phật gọi là thiền tri thức trên thực tế chính là Bồ Tát Bồ Tát mới là thiền tri thức chân thật thành thật luận là luận tiểu thừa tiểu thừa nương bộ luận này khai một tông gọi là thành thật tông hiện tại không còn vào triều nhà tống thì không còn cho nên trung quốc vào thời tùy đường tiểu thừa có hai tông một là câu xá tông y theo câu xá luận một là thành thật tông y theo thành thật luận trong thành thật luận có một câu nói trí tuệ hiện tại tiền do minh nhãn kiến sắc Trí tuệ hiện tiền Thì giống như mắt sáng Thấy sắc tướng vậy Hay nói cách khác Trí tuệ chưa hiện tiền Cái này mắt thấy sắc không rõ Ánh mắt của bạn có chướng ngại Giống như mang cặp kính có màu Thấy những thứ bên ngoài thấy đều thay đổi Biến sắc cái thí dụ này rất hay trên kinh hai câu này nói rõ con người ở đời cái gì quan trọng nhất trí tuệ là quan trọng nhất con người không thể không có trí tuệ không có trí tuệ gọi là xây sống mộng chết mơ mơ hồ hồ trải qua cả một đời đời sau khẳng định đến ba đường ác vì sao vậy không có trí tuệ ngu si từ ngay chỗ này chúng ta liền có thể thấu hiểu tại vì sao phải tôn sư thế tôn dạy bảo chúng ta học phật phải từ hiếu thân tôn sư phải làm từ chỗ này bạn xem tịnh nghiệp tam phước câu thứ nhất hiếu dưỡng phụ mẫu câu thứ hai phụng sự sư trưởng nói hiếu kính đây là khởi nguồn của học phật bắt đầu học phật bởi vì thân mạng của chúng ta được từ cha mẹ huệ mạng của chúng ta được từ ở lão sư ân của lão sư còn nặng hơn cha mẹ cha mẹ cho chúng ta thân mạng lão sư cho chúng ta những gì hạnh phúc mỹ mãn hạnh phúc cả đời của bạn từ đâu mà có do lão sư dạy tôi cảm kích lão sư vì sao vậy nếu như tôi không gặp được lão sư phương cả đời này của tôi nhất định khổ nói không ra lời không có trí tuệ nếu tôi không gặp được lão sư phương tôi không tin tưởng phật pháp bởi vì ở vào tuổi tác của tôi hai mươi mấy tuổi cho rằng phật pháp là tôn giáo là mê tín căn bản chính là không bằng lòng đi tiếp xúc nó tôi học triết học với lão sư phương lão sư ngài ở ngay trong quá trình giảng cho tôi nghe triết học khái luận ở phần sau cùng là giảng triết học phật kinh nói với tôi tôi hỏi lão sư ngài tôi nói phật giáo là mê tín nhất là đa thần giáo là mê tín ngay trong mê tín nó làm gì có triết học người thế gian nói tôn giáo cao cấp chỉ có một thần chân thần duy nhất trong phật giáo các vị xem hình tượng phật bồ tát quá nhiều cái gì cũng có đây gọi là đa thần giáo gọi là phiếm thần giáo Đa thần giáo, phím thần giáo Ở trong tôn giáo thì thuộc về Tôn giáo cấp thấp Tôi nói nó làm gì có triết học Thầy Phương nói Anh còn trẻ Phương tiên sinh đại cái Lớn hơn tôi khoảng 20 tuổi Người trạc đầu tuổi cho cha tôi Ông nói Anh không biết thích Ni Phật Là nhà đại triết học Việc này tôi từ trước đến giờ chưa nghe qua Lão sư ngài nói với tôi Chúng ta học triết học Phải cùng với nhà triết học mà học Thích ca mâu ni Phật là nhà triết học vĩ đại Ông nói triết học Phật Kinh Là đỉnh cao nhất Của triết học trên toàn thế giới Ông nói với tôi như vậy Tôi vì sao ở nơi khác giảng Tôi cũng không dùng câu nói này Tôi nói triết học Phật Kinh Là triết học cao đẳng Tôi không nói triết học Phật kinh là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới, không nói như vậy. Sau cùng ông nói với tôi, học Phật là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Sau khi tôi tiếp nhận lão sư ngài giáo huấn mới thay đổi cách nhìn này, cách thấy sai lầm. Hơn nữa ông lại dặn dò tôi phật pháp chân thật ở trong kinh điển chỉ tôi một lối đi học phật từ trong kinh điển mà học không nên ở trên hình thức con đường này rất là quan trọng từ đó về sau thì tôi đi quanh các chùa Mục đích đi quanh các chùa để làm gì? Đi tìm kinh điển xem Bởi vì vào thời đại đó Tôi nhớ được là Năm dân quốc thứ 42 Năm thứ 42 Kinh điển rất là thiếu kém Nhà sách thông thường đều không có Ở toàn Đài Loan Chỉ có ba nhà in kinh hơn nữa lượng rất ít Chúng loại cũng rất ít Đài Nam có Khánh Phương Thư Cục Đài Trung có Thụy Thành Thư Cục Đài Bắc là Lão Cư Sĩ Chu Kính Vũ Họ mấy người cư sĩ tổ chức Ở bên ngoài Quyên góp một ít tiền in kinh Thành lập một chỗ lưu thông kinh Phật chỉ có ba nơi như vậy cho nên rất nhiều điển tích cần phải đến chùa miếu chùa miếu có thu tập đại tạng kinh chúng ta liền chép kinh lão sư chỉ đạo chúng tôi đọc qua rồi chép như vậy mà vào cửa cả đời Đích thực là hưởng thụ Đến hưởng thụ cao nhất nhân sanh Cái hưởng thụ này Không phải là vinh hoa phú quý Là cái gì? Tâm an lý đắc Hiểu rõ đạo lý Đạo lý hiểu rõ rồi Tâm liền định Tâm liền an Không còn nghĩ tưởng sằng bậy Buông xả đối với những danh vọng lợi dưỡng này buông xả hưởng thụ năm dục sáu trần chân thật hưởng thụ là pháp hỷ sung mãn trong phật pháp có chân lạc năng tính năng giải năng hành Tôi thường hay nói với các đồng tu Tôi không phải là người nhạy bén Đại sư Huệ Đăng Người như vậy là lời căng Là một nghe ngàn ngộ Tôi thì không thể Tôi chính mình nghĩ đại khái là Có thể một nghe mười ngộ Thì có thể làm được Ngàn thì làm không được Trăm vẫn làm không được Cho nên nghe một biết mười Có được cái năng lực này Mỗi năm một tiến bộ Tôi bắt đầu từ 33 tuổi giảng kinh 26 tuổi học Phật Gặp được Lão Sư Phương 33 tuổi liền ra ngoài giảng kinh Đến năm nay là 51 năm Tôi lần đầu đi ra Giảng kinh là Liên xã Phật giáo Đại Đông Tôi đều nhớ được rất rõ ràng Bộ đầu tiên tôi giảng ở đó Giảng A Nan Vấn Sự Phật Kiết hôn Kinh Một tuần lễ Trên thực tế là 7 giờ đồng hồ Có 2 giờ là Dùng để phiên dịch sang tiếng Quảng Đông Cho nên 2 giờ phiên dịch Chiếm hết 1 giờ một ngày, một giờ đồng hồ Bảy giờ đồng hồ giảng một bộ kinh Đó là lần đầu tiên ra giảng kinh Nhiều năm đến nay Có những lão đồng tu Thường hay nghe tôi giảng kinh Sẽ thể hội được Mỗi năm cảnh giới không như nhau Cho nên vô lượng hoan hỷ cho dù là cùng một bộ kinh Giảng qua rất nhiều lần Giảng được cảnh giới không như nhau Tôi khái lược Kinh Vô Lượng Thọ Đã giảng qua 11 lần Dường như đều có ghi âm Và lúc đó chưa có ghi hình Có người hội tập các vị nghe cảnh giới không như nhau nó mới có gì đạo trong kinh có vô lượng nghĩa tùy theo cảnh giới chính mình nâng lên bạn xem ra thì không như nhau cho nên mới được pháp hỷ sung mãn phật pháp là cầu trí tuệ cái này quan trọng hơn bất cứ thứ gì chỉ có trong trí tuệ có lạc thú có pháp hỷ sung mãn giống như khổng tử nói học nhi thời tập chi bất duyệt thuyết hồ duyệt là hỷ duyệt thế nào vậy nếu bạn đem cái bạn đã học tập tập chính là ngày nay gọi là thực tiễn thực tiễn ngay trong cuộc sống cái ta học biến thành đời sống cái ta học biến thành trí tuệ trí tuệ ứng dụng ở ngay trong cuộc sống thường ngày liền biến thành nghệ thuật bạn nói xem đẹp dường nào nhân sanh hạnh phúc chân thật đạt được nhân sanh hạnh phúc không ở tiền của thực tế mà nói không liên quan với tiền của ở trong đó có chân lạc đích thực là chân thiện mỹ huệ hôm nay thời gian đã hết rồi chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà phật cẩn dịch vòng tay cư sĩ địa chỉ email vọng cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do nhóm hoa nghiêm thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật